Căn nhà số 845 Âu Cơ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nằm giữa giao lộ đường Âu Cơ và Lũy Bán Bích, trở nên độc lạ trong mắt người đi đường vì có bốn mặt tiền nằm trơ trọi giữa dòng xe cộ tấp nập qua lại. Chính quyền địa phương cho biết căn nhà này sẽ được di dời trong năm nay. Gần 10 năm nay, khi dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú được hoàn thành, nhưng căn nhà số 845 đường Âu Cơ vẫn án giữa ngã tư Lũy Bán Bích Âu Cơ. Hiện tại căn nhà có chiều rộng khoảng 40m² và có tới 4 mặt tiền. Thường ngày, lượng xe cộ qua lại giao lộ này khá đông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Do đó, việc căn nhà vẫn nằm giữa giao lộ này không những che khuất tầm nhìn của người đi đường mà còn khiến giao thông khu vực trở nên rối loạn. Người dân ở đây cho biết, trước kia cả giao lộ này là một dãy nhà, nhưng sau đó nhà nước mở rộng đường Lũy Bán Bích nên đã di dời đi hết. Tuy nhiên, chỉ còn lại một căn nhà nói trên chưa thống nhất được tiền đền bù giải phóng mặt bằng nên vẫn nằm lại. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cho biết, quận đang nỗ lực và sẽ giải quyết di dời căn nhà bốn mặt tiền này trong năm nay.